Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên chương trình Chuyển động 4.0 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cập nhật những chuyển động trong thế giới kinh doanh và tài chính, và tiếp tục những chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, thì ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mà chúng tôi nghĩ vô cùng bổ ích dành cho các bậc làm cha mẹ, đó là dạy con quản lý và sử dụng tiền bạc làm sao cho hiệu quả. Thực sự đây là một vấn đề vô cùng thiết thực mà không phải ai, những bậc cha mẹ chúng ta cũng nắm vững những kiến thức để xử lý làm thế nào cho chuẩn mực. Thì ngày hôm nay rất vinh dự được chào đón đến trường quay tiến sĩ Phạm Thị Thúy, là chuyên viên tham vấn tâm lý, sẽ cùng trao đổi với chúng ta về chủ đề này. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào Quốc Khánh, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời chị Thúy và quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua một ghi nhận ngắn về việc các phụ huynh đang suy nghĩ thế nào về việc dạy con quản lý tài chính. Khi mà đứa trẻ bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh thì tôi sẽ dạy cho con của mình cách nhận thức về tiền là bằng các cái trò chơi, giống như để cho con tôi có thể nhận thức được là tiền là như thế nào, tiền từ đâu mà có. Khi mà tôi cảm thấy đứa con của mình có thể đã nhận thức vững về tiền nó như thế nào thì tôi bắt đầu cho con thực hành về cách sử dụng tiền. Theo mình thì trẻ em độ tuổi mà trẻ em có thể sử dụng tiền là khoảng 6 tới 7 tuổi. Nhưng mà trước đó thì từ 3 đến 5 tuổi thì mình cũng nên tập cho bé là phân biệt được các loại tiền, tiền xu, tiền giấy, mệnh giá tiền từ nhỏ tới lớn để bé tập làm quen dần. Và để từ đó mà tới 6 tới 7 tuổi thì cái việc mà bé sử dụng tiền nó sẽ dễ dàng hơn. Theo mình á, thì khoảng tầm từ 5 đến 6 tuổi khi bé bắt đầu bước vào tiểu học đó là phù hợp nhất để tập cho bé sử dụng tiền. Tại vì là trước đó thì mình cũng phải từ khoảng 3 đến 5 tuổi là mình cũng đã phải dạy bé về phân biệt các loại tiền, tiền tệ, ví dụ như là nhìn vào màu sắc hay là của tờ tiền để biết được giá trị của tiền là bao nhiêu, và phải luôn dạy cho bé là cái giá trị của tiền phải luôn có gắn liền với lao động. Thì tôi sẽ cho con khoảng 4 cái hũ. Hũ thứ nhất là hũ để chi, dùng để chi. Hũ thứ hai là hũ thu, những khoản tiền tự bé có thể tự kiếm rồi mang về bỏ vào trong cái hũ đó. Tôi có thể thuê bé giống như là trông em hoặc là quét nhà. Về hũ thứ ba là hũ chơi, hũ tư đó là hũ việc tốt. Tại sao lại có cái hũ việc tốt này? Bởi vì là tôi muốn dạy cho con là ngoài kiếm tiền ra thì kiếm tiền phải có đạo đức. Mà bé dưới 10 tuổi thì chỉ có là đi ăn, học và chơi nên sẽ là hợp lý nhất. Bé sẽ được phép sử dụng tiền vào việc là cho bản thân mình, ví dụ như bé muốn mua sách, mua vở hoặc là mua đồ chơi. Thứ hai là cho người khác, ví dụ như sinh nhật bạn bè, sinh nhật ba mẹ, người thân. Nếu mà là mình thì mình sẽ cho con mình chia tiền vào ba cái hũ nhỏ, đó là tiền, một khoản tiền là chi tiêu là cho bé sử dụng mua đồ chơi hay là sách vở, còn một khoản đó là bé sẽ dùng cho những cái mục đích tiết kiệm nhỏ nhỏ, còn một khoản đó là dành cho việc là từ thiện. Khi mà con đã biết xài tiền thì tôi sẽ trích cho con, nhưng tùy vào cái nhận độ nhận thức thì tôi sẽ trích nhiều hay trích ít. Bé sẽ có một cái tài khoản tiết kiệm của riêng bé, thì tất cả các tiền tiết kiệm của bé sẽ được bỏ vào trong cái tài khoản đó và sẽ được tích trữ cho tới khi nào mà bé trở thành sinh viên chẳng hạn, thì cái số tiền mà bé tích lũy từ lúc đó cho tới lớn sẽ là cái tiền đề để bé có thể phát triển sau này. Mình nghĩ là rất nên cho bé những tiền tiết kiệm một khoản nhỏ vừa đủ dùng, mà bé có một khoản tiền đó, bé sẽ cảm thấy mình có là người có trách nhiệm, và khi có trách nhiệm thì bé sẽ biết chi tiêu và biết tính toán hợp lý để mà chi tiêu cái khoản tiền đó, và nó giúp bé có thể lập những cái kế hoạch nhỏ nhỏ, đó là cái tiền đề cho bé sử dụng tiền và quản lý tài chính tốt hơn trong tương lai. Vâng, thưa chị, những nỗi lòng của các phụ huynh, và thực sự là bản thân tôi cũng là một người cha, và đôi khi mình cũng không biết là phải xử lý như thế nào hoặc là phải ứng xử với con như thế nào khi mà đụng đến những cái chuyện liên quan đến tiền bạc. Vậy thì bắt đầu từ khi nào thì mình nên nghĩ tới việc là dạy con xài tiền, thưa chị? Quả thật là cái chủ đề mà dạy con về tiền bạc á, là nhiều phụ huynh hỏi lắm. Và cá nhân tôi cũng là người mẹ có hai con, tôi cũng phải quan tâm hàng đầu chuyện này. Vì thực ra là chuyện tiền bạc nó liên quan đến mọi hoạt động sống của chúng ta. Khi dạy con về tiền bạc giống như chúng ta đang dạy con làm người vậy, biết cách sống, biết cách chi tiêu, biết cách kiếm tiền và biết cách chia sẻ cho đi, tất cả đều liên quan đến tiền. Nên vì thế đây là chủ đề quan trọng và phụ huynh quan tâm là đúng.
Và tôi cho rằng là bắt đầu từ khi nào thì tôi muốn nói là ngay trong giai đoạn khoảng trẻ lên 3 thôi, tức là sau sinh nhật 2 tuổi thì bắt đầu đứa trẻ nó bắt đầu tò mò mọi thứ rồi. Tuổi đó là tuổi mà đứa trẻ nó thấm hút mọi thứ xung quanh trong cái đa giác quan của trẻ. Cho nên trẻ sẽ quan tâm đến tiền bạc, trẻ sẽ quan tâm đến mọi thứ. Và chúng ta có thể ngay từ tuổi lên 3 chúng ta dạy trẻ về các loại tiền, tiền từ đâu có, tiền để làm gì, tiền mua cái gì. Và đứa trẻ nó sẽ rất là thích thú với chủ đề này, vì thực sự những cái vấn đề mà trẻ quan tâm đó là đồ chơi này, ăn uống này, những cái hoạt động vui chơi giải trí này, thì trẻ sẽ đều thấy bố mẹ đưa tiền ra trả. Thì trẻ cần được giải thích. Và cái sự tò mò của trẻ lên 3 đó sẽ hỏi đủ thứ. Và đây là một cơ hội vàng để trẻ được học về tài chính, và cha mẹ nên dạy ngay từ lúc này. Thì cụ thể thì khi dạy như vậy, tức là những cái lần mình sử dụng đến tiền thì mình nói cho con biết đây là số tiền này sử dụng như thế nào và làm gì, đúng không? Đúng rồi, nên dạy ngay trong những hoạt động hàng ngày với trẻ. Đưa trẻ đi mua đồ, đưa trẻ đi chơi, đưa trẻ đi thú nhún. Mình sẽ nói với trẻ luôn, đây là tờ 5 ngàn này hay 10 ngàn này, mẹ sẽ dùng để mua cái này, trả cái này. Và cho trẻ biết là bố mẹ đi làm và đây là số tiền bố mẹ làm ra. Chúng ta có thể từ từ nói với trẻ, tùy thuộc vào sự quan tâm của trẻ và cái tâm lý lứa tuổi cũng như là cái hoàn cảnh lúc đó, mà chúng ta trò chuyện sao cho thoải mái nhất với trẻ là được. Từ kinh nghiệm của chị thì là thường những cái mẫu đối thoại hoặc là những cái câu hỏi nào từ trẻ mà đối với việc tiền bạc mà phụ huynh đang cố gắng dạy dỗ thì thường là chúng sẽ thắc mắc những điều gì? Tôi nhớ khi câu hỏi của Quốc Khánh nói thì tôi nhớ ngay một kỷ niệm mà tôi chơi trò chơi đồ hàng với con đó. Là tôi đã dạy các cháu về cái số tiền này để mua đồ rồi, tức là hai mẹ con sẽ thay nhau chơi bán hàng. Đó, mẹ bán con mua và con bán mẹ mua. Thì tôi đã dùng những cái tờ giấy, lúc đấy thì chưa có dùng tiền thật, mà tôi dùng tờ giấy, tôi ghi những mệnh giá 1.000, 2.000, 3.000 và tôi trao đổi với con. Sau đó tôi sẽ dùng tiền thật để tôi chia sẻ với con. Và lúc đấy thì đứa trẻ nó sẽ hỏi rất là nhiều, đây là mấy nghìn hả mẹ, tiền này để làm gì hả mẹ, con muốn mua cái này thì con cần bao nhiêu tiền. Thì tự nhiên cái trò chơi đồ hàng đó nó dạy chúng ta, dạy con chúng ta rất là nhiều điều. Và qua cái trò chuyện chơi cùng con á, là cách mà người mẹ dạy con tự nhiên nhất. Khi mà trẻ còn rất nhỏ thì một cái tình huống mà phải nói là rất phổ biến khi mà trẻ nhận được tiền, đó là khi nhận tiền lì xì. Mỗi năm Tết đến, trẻ con xếp hàng và người lớn sẽ lì xì và cho tiền rất nhiều. Thì khi đó thường trẻ sẽ nhận tiền của mình, thì thường thì sẽ nhận tiền rồi có thể đưa lại cho bố mẹ, hay là có một cái túi riêng để giữ chẳng hạn. Thì thường mình ứng xử như thế nào trong những cái tình huống liên quan đến trẻ nhận tiền lì xì, và đó là những đồng tiền thật đầu tiên, thì thường thường kinh nghiệm của chị như thế nào? Vậy đây là vấn đề mà tôi cũng gặp phải. Đúng rồi, chủ đề tiền lì xì là một chủ đề mà cũng rất là nhiều cha mẹ băn khoăn. Những khoản thu nhập đầu tiên. Đúng, đó là khoản thu nhập đầu tiên của trẻ. Thực ra thì nếu mà nói sớm hơn một chút xíu thì có một số gia đình cẩn thận đó, thôi nuôi trẻ đã cho trẻ cầm nắm sờ những cái thứ này thứ kia đó, bút này, sách này, tiền này, và đứa trẻ nó quan tâm cái gì thì phụ huynh đã xem là cái thiên hướng của trẻ rồi. Đó, nhưng sau đó thì bắt đầu lên 2, sinh nhật từ tuổi lên 2 trở đi đó, và nhất là Tết đến xuân về thì mọi người sẽ mừng tuổi trẻ. Và đó là những phong bao lì xì đẹp, những cái đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh và rất là mới để mà trẻ vui. Tôi cho rằng đây là một cái cơ hội để dạy tiền rất là quý. Ví dụ như chúng ta sẽ giúp cho trẻ hiểu là tiền lì xì này có ý nghĩa gì. Mọi người tặng con là mang đến cho con một cái thông điệp chúc con học chăm ngoan, học giỏi và sống một cách khỏe mạnh này, ví dụ như vậy. Và cái số tiền này thì con dùng để làm gì? Con, chúng ta có thể cho trẻ một cái túi nhỏ xinh xinh, một cái con heo nhỏ để cho dạy trẻ bỏ vào. Đấy là cách dạy trẻ tiết kiệm. Và chúng ta cũng cho trẻ một cái sự gọi là cảm kích về cái số tiền đó. Dù người ta tặng mình bao nhiêu, mình cũng nên cảm ơn, vì đó chính là công sức của những ông bà cô chú làm ra. Đó, và số tiền này không phải tự nhiên mà có, và họ tặng con với một cái ý nghĩa đẹp, nhưng mà con cần phải cảm ơn và con cần phải trân trọng, con cần phải biết tiết kiệm số tiền này. Và số tiền này dùng để làm gì? Có thể nhỏ chúng ta chưa dạy trẻ một cách kỹ lưỡng được, nhưng mà lớn lên một chút xíu chúng ta sẽ dạy trẻ cái tiêu số tiền này vào những cái nhu cầu hàng ngày của trẻ. Ví dụ như là mua đồ ăn này, mua đồ chơi này, mua sách vở này. Đó, thì chúng ta có thể dạy trẻ từ cái số tiền lì xì này. Tôi cho rằng là cái cơ hội xuân về Tết đến á, mà chúng ta dạy trẻ qua tiền lì xì là một cơ hội rất là tốt. Và bắt đầu lớn lên một chút là bắt đầu hiểu hơn và bắt đầu hỏi bố mẹ là bây giờ tiền này con xài được không chẳng hạn, hoặc là mình bắt đầu nghĩ đến chuyện là cho bé có thể tự cầm số tiền đó để tiêu xài hàng ngày. Thì bây giờ khi đó lại có một cái luồng ý kiến rằng nếu mà cho trẻ đụng đến tiền sớm quá thì dễ hư, hoặc là sẽ có những cái sự đua đòi rồi này kia, thì
Thì ở góc độ của chị thì mình ứng xử như thế nào về việc cho con xài tiền từ sớm chẳng hạn? Đây là một quan điểm hết sức là quan trọng mà cần phải trao đổi với phụ huynh. Khi mà tôi trò chuyện phụ huynh, tôi nói là dạy con tiền bạc chính là dạy con về những cái nhân cách, cái cách sống, cách ứng xử với người khác. Cho nên là chúng ta không nên quá chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng không nên quá dễ dãi trong chuyện tiền bạc. Có những gia đình đã sau này đã biết là mình sai lầm khi mà không cho con đụng đến tiền. Con không hề cần biết đến tiền, con chỉ biết học thôi. Và sau này đứa trẻ khi nó đi học á, nó có một cái hơi gọi là nói sao nhỉ, nó hơi gạt công nghiệp so với bạn bè. Bạn bè biết dùng tiền để mua đồ thì nó không hề biết. Bạn bè biết là tiết kiệm tiền, nó không hề biết. Và sau này thậm chí có những người là con lớn hơn đi học đại học, không có tự lập được, cho bao nhiêu tiền là hết, không biết tiêu, không biết giữ. Đó, cho nên là hãy dạy con về tiền càng sớm càng tốt. Nhưng nếu mà chúng ta dễ dãi cho mà không kiểm soát, cho mà không dạy cách chi tiêu thì con chúng ta lại có thể hư. Chính xác là cái lo lắng về tiền bạc luôn luôn là điều mà phụ huynh quan tâm. Thay vì lo lắng, chúng ta hãy dạy trẻ đi. Có 3 chữ S mà tôi thường nói với phụ huynh. Chữ S thứ nhất là dạy trẻ tiết kiệm. Từ bé chúng ta đã phải dạy trẻ tiết kiệm rồi, từ tiền lì xì là đã bỏ heo rồi. Đó, rồi đến tuổi tiểu học trẻ sẽ có tiền ăn vặt đó. Hàng ngày cho trẻ ăn vặt. Đó, thì chúng ta cũng đã dạy trẻ là tiền ăn vặt là quan trọng như thế nào. Rồi con nếu con dư ai cho thêm, có cái khoản nào tiêu thêm thì con có thể bỏ heo như thế nào. Thì đó là tiền tiết kiệm, saving. Thứ hai đó là chi tiêu, spending là cái chi tiêu khôn ngoan, cái cách chi tiêu thế nào cho hợp lý, phù hợp với nhu cầu của mình. Và trong cái chi tiêu này thì chúng ta cũng phải tính đến cái điều kiện gia đình và cái bối cảnh xung quanh, bạn bè, mọi người xung quanh nữa. Và cái chữ S cuối cùng đó là sharing, tức là cho đi, tức là mình có thể giúp đỡ ai đó, bạn bè cần, hay một người nghèo, hay là một trường hợp mà chúng ta đi từ thiện. Có rất nhiều gia đình dạy con là đi từ thiện cùng bố mẹ, và con có thể lấy cái số tiền tiết kiệm của con để mà góp cùng với bố mẹ, giống như đó là một phần của con để đóng góp. Thì ba chữ S này chúng ta dạy trẻ từ bé đến lớn. Thì như vậy trẻ sẽ biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Đặc biệt là một đứa trẻ nó biết tiết kiệm và sau đó nó lại biết kiếm tiền. Tôi rất thích kinh nghiệm của người Do Thái. Họ dạy trẻ làm quen với đồng tiền từ 3 tuổi. Và họ cho trẻ bắt đầu kiếm tiền từ khi mà trẻ bước vào cái bậc đi học. Bậc đi học là trẻ đã biết cách là tiết kiệm đồ chơi này, tiết kiệm những cái đồ ve chai trong nhà này. Thậm chí là có thể dạy trẻ buôn bán nhỏ trong trường học để mà trẻ kiếm tiền. Và khi mà trẻ kiếm được tiền rồi thì trẻ sẽ biết cách chi tiêu tiết kiệm. Vì một đứa trẻ mà chỉ tiêu tiền người khác, nó sẽ không biết giá trị đồng tiền. Nhưng nếu nó tự kiếm ra, nó vất vả kiếm ra thì nó sẽ biết tiết kiệm hơn. Và đặc biệt có một số gia đình cũng băn khoăn là vậy thì việc nhà tôi có nên trả tiền cho con không? Tiền thưởng tôi có, con học giỏi tôi có nên thưởng tiền không? Tôi có nói là thưởng hay không thưởng, vấn đề không phải là ở việc bạn làm như thế nào, mà là cái cách bạn làm. Ví dụ việc nhà có những việc là nghĩa vụ, bạn đừng bao giờ cho tiền con. Nghĩa vụ của con là phải đóng góp việc nhà, con phải làm việc cùng với bố mẹ để mà lo cho gia đình của chúng ta. Nhưng ngoài những việc nghĩa vụ, con làm thêm được điều gì đó, con được bố mẹ cho tiền và tiền đó con có thể tiết kiệm. Đó, và tương tự như vậy, những cái việc khác nếu mà con tiết kiệm được, con có thể bỏ heo riêng của con. Thì khi đó chúng ta dạy con như vậy thì nó sẽ làm quen với đồng tiền, nó hiểu giá trị đồng tiền và nó biết tiết kiệm tiền. Không những thế, nó muốn biết cho đi nữa, chứ nó không có theo kiểu keo kiệt, nó chỉ giữ hư tiền của nó, thì chúng ta sẽ không sợ con hư. Cái chỗ này phải nói là phải rất là nghệ thuật khi dạy con, bởi vì nếu không thì chúng sẽ nghĩ là cái gì cũng đụng tới tiền, cái gì cũng tiền rồi. Thì năm nay lại là phản tác dụng. Đúng ạ, nhiều cha mẹ là dùng tiền quá nhiều và làm cho con nó thực dụng đó. Dạ, làm thực dụng ngay từ nhỏ thì cái tư duy đó cũng không tốt. Đúng rồi. Chỗ này đúng là một cái nhiệm vụ thử thách của bậc bố mẹ. Theo chị thì từ khi nào thì mình có thể nghĩ đến chuyện là bắt đầu cho con một số tiền để cầm giữ riêng, để đi học rồi để chi tiêu, tức là bắt đầu sở hữu số tiền riêng cầm theo người đó? Tôi thích cái quan điểm là ngay từ khi trẻ bắt đầu đi học. Và gia đình tôi cũng dùng cách này với hai con tôi là từ lớp 1. Và quy định nhà tôi thế này, cứ mỗi lớp tôi vẫn chưa dám cho bé cầm tiền. Từ lớp 1 có nghĩa là 6 tuổi rồi thì trẻ đi học, trẻ sẽ cần tiền tiêu vặt và chúng ta phải dạy trẻ đó. Và tôi dạy con tôi bằng cách là mỗi một lớp thì sẽ là được cái số tiền tương ứng với lớp đó. Ví dụ như cái hồi con tôi học tiểu học thì cách đây đã là 18 năm rồi, thì tôi chỉ cho con 1-2 nghìn thôi. Đã lớp 1 1-2 nghìn, lớp 2 tăng lên 1 nghìn, lớp 3 tăng lên 1 nghìn. Đến lớp 12 bây giờ là 18 nghìn một ngày. Đã cứ theo cấp lớp thôi. Còn những cái tiền khác, những cái tiền mà cần khác thì cộng thêm vào. Nhưng cái tiền tiêu vặt đó là chỉ được trong cái khoảng theo quy định.
từng cấp lớp. Đó, và tôi dạy con tôi ngay từ nhỏ như vậy thì cháu nó quen dần rồi. Và nó có thể mua những cái thứ lặt vặt ở trường và nó có thể hòa đồng với bạn bè trong cái việc chi tiêu. Chúng ta biết là bây giờ, nhất là ở thành phố, mỗi trường đều có căng tin. Trẻ ra chơi, trẻ sẽ cần một cái cục gôm hay là một cái gì đó mà nếu trẻ mất ở trong lớp, một cái bút chì, đúng rồi. Hay là mua một cái thức uống nho nhỏ để mà uống cùng bạn bè, hay là một cái đồ ăn nhẹ vào giữa giờ. Nếu mà con mình không có tiền thì nó thật sự là cũng hơi kẹt. Nhiều cha mẹ là sắm hết ở nhà cho con, bỏ hết đồ ăn, thức uống vào trong cặp. Thường là như không, vậy. Không muốn cho con tiêu tiền. Tôi thì tôi cho rằng là nếu chúng ta muốn con ăn uống an toàn, chúng ta có thể bỏ vào cặp con những cái đồ an toàn, nhưng cũng nên cho con tiền tiêu vặt để khi nó cần nó có thể chi tiêu cùng bạn bè, còn khi nó không cần nó sẽ bỏ túi. Như là con cô gái lớn nhà tôi năm nay lớp 12 thì từ bé nó đã biết thỉnh thoảng nó tiêu tiền cùng bạn bè rồi. Nhưng mà cậu con trai đến lớp 8 rồi thì vẫn được mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng mà tất cả đều tiết kiệm vì bé không có thích mua cái gì ở trường cả. Cho nên tùy thuộc vào từng đứa trẻ, nhưng mà mình vẫn phải cho nó để nó biết là con có quyền tiêu vặt nếu con cần. Và nó có tiền trong túi nó cũng thoải mái hơn, có thể nó cũng tự tin hơn, mà khi bạn bè rủ nó mua cái này kia nó không ngại là nó không có tiền. Thì cái nỗi lo là cho tiền tiêu vặt để ăn sáng chẳng hạn, hoặc là để nói chung là để mua đồ ăn buổi sáng, nhưng mà bé lại lấy tiền đó để mua đồ chơi hay là mua những thứ khác thì sao? Trường hợp mình sẽ có cách nào để kiểm soát, hoặc là để hiểu là con sẽ phải dùng số tiền đó đúng với mục đích? Đúng rồi, đây cũng là điều mà nhiều phụ huynh lo. Và nhiều phụ huynh là đã gặp chuyện này rồi. Để dành tiền là mua cái gì đó. Đúng rồi, con thích mua mấy cái đồ chơi ở trường hơn là đồ ăn. Khi là muốn bé ăn uống cho đàng hoàng thì sao? Chính xác luôn. Cái này là chúng ta phải dạy trẻ ngay từ bé cái thói quen ăn uống khoa học. Ví dụ như ăn sáng rất là quan trọng, thì chúng ta phải dạy trẻ từ khi mà trẻ đang ở cái lứa tuổi nhỏ xíu, chúng ta đã phải dạy trẻ ăn sáng và ăn cân bằng rồi. Và như vậy thì khi trẻ đi học, chúng ta sẽ cho đây là tiền tiêu vặt này, đây là tiền ăn sáng này, hai loại tiền khác nhau nha. Chứ không thể nhầm tiền tiêu vặt với tiền ăn sáng được. Tiền tiêu vặt là tôi cho theo cấp lớp đó, cứ mỗi lớp cộng thêm 1.000 theo lớp thôi, còn tiền ăn sáng là tiền ăn sáng. Nhưng nếu là con bạn còn nhỏ, thực ra nên bố mẹ cho ăn sáng ở nhà là tốt nhất, hoặc bố mẹ cho con những đồ ăn lành mạnh là tốt nhất, hoặc là cùng con đi ăn sáng là tốt nhất. Trẻ chưa có tự quản lý được bữa sáng của mình. Nhưng nếu trẻ cấp 2 trở lên, hãy để trẻ có thể tự lo bữa sáng của mình. Và khi chúng ta đã dạy trẻ thói quen ăn sáng là quan trọng, thì trẻ sẽ không lấy tiền tiêu vặt đó tiết kiệm tiền ăn sáng để chi tiêu riêng đâu. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai chúng ta cũng phải theo dõi, giám sát. Đấy. Tôi thường nói với phụ huynh là không phải chúng ta cho trẻ bao nhiêu tiền mà chúng ta có kiểm tra giám sát hay không. Kiểm tra như thế nào chị? Ví dụ như là chúng ta sẽ đi đón trẻ về nhà, chúng ta hỏi sáng nay con ăn gì, có ngon không? Và chúng ta cũng phải xem là trong, đôi khi á, chúng ta phải xem trong cặp của trẻ có những món đồ gì. Nhiều cha mẹ không có xem cho nên trẻ dùng tiền mua đồ chơi không biết. Thậm chí là có trẻ lấy đồ của bạn mình không biết. Không nên, mình phải kiểm tra giám sát đấy. Nhất là ở bậc tiểu học, chúng ta phải tập cho trẻ mọi thói quen và không thể nào chủ quan với cái chuyện là những món đồ bất thường trong cặp trẻ được. Và khi chúng ta thấy trẻ có món đồ lạ, có nghĩa là chúng ta biết con mình đang dùng tiền để mua rồi, thì chúng ta sẽ nói là nếu món đồ đó thật sự cần, mẹ sẽ mua tặng con. Nhưng còn tiền ăn thì con nên ăn để con có sức còn học. Mình sẽ phân tích cho trẻ cái ý nghĩa của việc ăn sáng. Thì trẻ sẽ không có tiết kiệm quá cái tiền ăn để mà chi tiêu riêng nữa. Thực ra tôi cho rằng cha mẹ phải rất quan tâm nhu cầu của con. Nếu mà chúng ta quên mất nhu cầu của trẻ, chúng ta quá khắt khe nhu cầu của trẻ thì chắc chắn trẻ sẽ lấy khoản này cho khoản kia. Và đó là một phần trách nhiệm của chúng ta. Cùng này vẫn là câu chuyện sát sao và quan tâm đến con. Dạ đúng rồi, chứ bỏ mặc con là chắc chắn là sẽ gặp chuyện đó. Đưa tiền cho con rồi dạy con xài tiền nhưng lại không quan tâm đến những cái nhu cầu của con, mà hiểu con cần gì muốn gì, thì đôi khi cái việc sử dụng tiền nó sẽ lại phản tác dụng. Đúng nhưng rồi. Mà bọn trẻ nó đã có tiền trong túi. Chính xác, có một cái lưu ý nữa mà tôi phải nói trong tham vấn tôi đã gặp. Đó là con mình có tiền nhưng mà trong lớp lại có những cái nhóm gọi là đại ca, nhóm bắt nhóm mà có bé bắt nạt á. Bắt nạt, thế là lại lấy tiền con mình để làm cái gì đó. Hoặc là có khi chính con mình lại là đại ca lấy tiền các bạn để làm cái gì đó. Thậm chí chuyện này là có từ cấp 1 rồi nha, chứ không phải lên cấp 2 nha. Có cái nhóm bắt nạt và có cái nhóm gọi là dùng tiền bố mẹ để mua bạn bè giúp cho việc làm việc bài tập này, hoặc là lấy tiền của bạn bè. Chúng ta phải kiểm soát chuyện này đấy. Nếu chúng ta không biết con đang ở lớp chơi cái gì, làm cái gì không sát sao với cô giáo, thì có thể xảy ra chuyện là tiền bạc sẽ là một cái áp lực cho trẻ. Những đứa trẻ bị bắt nạt bằng tiền nó cũng mệt mỏi lắm đấy. Khi mà có lại tiền nó nảy sinh những cái vấn đề chính xác. Nên là thực sự nếu mà đã quan tâm về việc dạy con xài tiền thì cũng phải xem lại là cái cách mà cha mẹ đang quan tâm tới con ra sao.
chứ không thì nếu mà chỉ là tiền không thì nó sẽ lại nảy sinh cái vấn đề khác khi mà cha mẹ không có theo sát. Dễ dạy quá là hỏng con, mà khắt khe quá thì con sẽ gà mờ đó, con sẽ là gà công nghiệp sau này đó. Mà không dạy con về tiền thì con sẽ không biết cách làm việc, không có tự tin, không độc lập trong cuộc sống được. Cho nên dạy con, tại sao tôi nói dạy con về tiền bạc là dạy con về làm người. Dạ, chính xác, một cái nhiệm vụ rất là thử thách dành cho bố mẹ. Tôi cũng thắc mắc một chút khi mà chị nói là đã cho con xài tiền ngay từ khi bắt đầu đi học, tức là từ lớp 1, 6, 7 tuổi rồi. Một vài nghìn. Dạ, một vài nghìn. Ít thôi, nhưng mà tôi tò mò một chút về cái cách mà chúng ta nói chuyện với bé về tiền. Tức là ở đây chúng ta không thể nào dùng những ngôn ngữ khi chúng ta nói chuyện với người lớn được. Tôi tò mò là mình sẽ phải nói với bé như thế nào, và đôi khi tâm lý trẻ con lúc đó khi mà chúng phản ứng hay là chúng cái mức độ hiểu của chúng ra sao thì tôi rất là tò mò khi mà tôi nói chuyện với con tôi về những cái vấn đề mà chẳng hạn về tiền chẳng hạn, thì mình cũng không biết là mình nói với cái cách của người lớn mình nói thì nó có hiểu hay không, không biết nó hiểu tới mức nào, thì con dạy dạy gật gật đó, nhưng mà không biết là nó hiểu được tới như thế nào. Thì đây là rất tò mò, muốn hỏi sự tham vấn của chị về cái cách giao tiếp với con, những cái ngôn ngữ mà giao tiếp với con về chuyện tiền bạc. Cảm ơn ông bố Quốc Khánh đang có con gái cho nên rất là muốn biết nói chuyện thế nào, đúng không? Thực ra nói chuyện về tiền bạc hay nói chuyện về mọi chủ đề á, hãy cho vào nó trong một cái văn cảnh, một cái văn cảnh, chứ không phải là hôm nay con ngồi đây bố nói chuyện với con về tiền bạc. Không thế không được. Đúng được. Rồi, chỉ có đi mua đồ cùng con thì nói với con về tiền bạc này, đi chơi cùng con nói với con tiền bạc này, chơi đồ hàng cùng con nói với con về tiền bạc này, hay là nói với con là thế ở lớp thì các bạn có tiền tiêu vặt không? Các bạn có đi mua đồ không? Mình hãy bắt đầu bằng những câu hỏi. Và khi con hỏi mình thì mình sẽ hỏi lại con. Thực ra cái trò chuyện nó nhẹ nhàng lắm, đừng có quá quan trọng là phải dùng ngôn ngữ nào. Hãy ở trong một cái văn cảnh cụ thể, một cái hoàn cảnh cụ thể, và nói chuyện rất là tự nhiên thôi. Trẻ quan tâm cái gì mình nói cái đó. Và theo cái nguyên tắc đó là đơn giản hóa mọi việc. Tôi có một cái công thức là NA3 này rất là hay. Thứ nhất N đó là normal, đó là đơn giản hóa vấn đề. Có nghĩa là đôi khi người lớn cứ trầm trọng hóa đấy. Tiền bạc là cái gì đó rất là quan trọng nên phải nói với con thế này, phải nói với con thế kia. Hay là một chủ đề khác nhạy cảm với giáo dục tính cũng thế. Bố mẹ toàn là trầm trọng hóa không à. Chữ A thứ hai, chữ A đầu tiên đó, đó là khi mà con hỏi mình thì mình sẽ hỏi lại. Đó. Và sau đó là chữ A thứ hai đó là trả lời con. Chữ A thứ nhất là asking này, chữ A thứ hai là answer này, và chữ ba thứ ba, đúng rồi, chữ A thứ ba lại là asking. Có nghĩa là khi trả lời con xong rồi thì hỏi lại con có thắc mắc gì cái điều bố vừa nói không, con có hỏi thêm gì không. Đó, thì khi mình có cái gọi là công thức NA3 đó. NA3 có nghĩa là chữ N là normal, là đơn giản hóa vấn đề. Còn chữ A thứ nhất đó là hỏi, chữ A thứ hai là trả lời, chữ A thứ ba là hỏi lại. Thì đó là một cái tiến trình mình trao đổi với con về mọi chủ đề. Thực ra trẻ nó thông minh lắm. Khánh yên tâm, trẻ chỉ cần là em chỉ cần có cơ hội trò chuyện với con thôi. Sợ không hiểu. Em chỉ cần cơ hội nói chuyện với con thôi là nó có thể nói em với em thao thao bất tuyệt, từ trường về nhà, từ nhà đi ngủ luôn. Chỉ sợ người lớn không có thời gian nói chuyện thôi. Đấy, đây là vấn đề của người lớn. Như vậy thì có vẻ như là cái chuyện mà dạy con xài tiền hiệu quả nó sẽ ảnh hưởng từ cái cách bản thân bố mẹ về cái cách khả năng, kỹ năng làm cha mẹ, đúng kỹ rồi. Năng dạy con nói chung, sự quan sát, thấu hiểu, trò chuyện. Còn không thì không chỉ chuyện xài tiền mà tất cả những chuyện khác đều sẽ bị ảnh hưởng mà cha mẹ không có cái kỹ năng trò chuyện. Đúng rồi. Và lưu ý thêm một điều rất quan trọng nữa, chuyện dạy con về tiền cũng như mọi chuyện khác đó, là đứa trẻ nó nhìn mình làm chứ không phải nó nghe mình nói đấy. Nên đừng có quan tâm đến chuyện hỏi trẻ cái gì mà trẻ hỏi mình cái gì, nó sẽ quan tâm bố Khánh tiêu tiền thế nào đấy. Và nó sẽ tiêu tiền như thế đấy. Đó là cái câu hỏi kế tiếp mà tôi muốn hỏi chị, đó là cái việc là chính khả năng quản lý tiền bạc của bố mẹ đang ảnh hưởng đến con. Bố mẹ mà xài hoang phí, con nó nhìn vào nó thấy, thì làm sao mình dạy? Đúng rồi. Bố mẹ xài tiết kiệm thì khác. Bố mẹ có một tư duy quản lý tiền bạc chỉnh chu, đúng đắn thì con mình nó mới học theo, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thì với người lớn chúng ta nhớ là mọi hành vi của chúng ta không bao giờ mà lọt khỏi tầm mắt trẻ đâu. Đấy. Đứa trẻ nó photocopy mọi thứ từ khi mà nó bắt đầu gọi ra đời trong cuộc đời này rồi. Nó ở ẵm ngửa trên tay chúng ta, nó đã quan sát chúng ta rồi. Cho nên là cái giai đoạn lên 3 đó là đứa trẻ nó nhạy cảm lắm. Nó quan sát bố, nó quan sát mẹ đi chơi, đi ăn, đi uống. Tất cả mọi cái hành vi đưa tiền cho người bán hàng của bố mẹ đều ở trong tầm mắt của trẻ. Cho nên là ví dụ như cách mình trân trọng những người bán hàng. Đã, cách mình có thể thưởng thêm trả cho người bán hàng. Cách mình làm từ thiện. Rồi cách mình kiếm tiền một cách đàng hoàng hay không. Tất cả nó đều lọt vào tầm mắt của trẻ.
cho nên là hãy dạy mình trước rồi dạy trẻ sau. Chứ thường là tôi học được một cái kinh nghiệm của tiến sĩ Hacker đó về cái sáu cái lọ tài chính đó, và tôi cũng thường xuyên là cho trẻ nhà tôi biết là tôi đang chi tiêu cái số tiền tôi có như thế nào. Việc đầu tiên là tôi cần cho trẻ biết là bố mẹ đang vất vả kiếm tiền như thế nào, bố mẹ làm gì để có tiền. À, thì phải cho trẻ hiểu cái nguồn gốc của tiền bạc và cái ý nghĩa của cái việc chi tiêu. Thứ hai là tôi cho trẻ biết cái cách tôi đang chi tiêu, ví dụ cho trẻ biết những khoản chi trong nhà đó, ví dụ như là tôi dạy con tôi tiết kiệm điện nước là để đó, tháng trước này tiền điện nhà mình bằng này này, tháng này nhà mình tiết kiệm mẹ phải trả bằng này thôi này, vậy thì mẹ sẽ còn dư ra để cho các con đi học này. Đó, thì đứa trẻ nó sẽ nhìn thấy những cái chi tiêu trong nhà thì nó sẽ biết là nhà mình cần khoảng bằng này tiền chi tiêu, và nếu mình tiết kiệm thì nhà mình sẽ có thêm một cái khoản tiền tiết kiệm ra. Và sáu cái hũ tài chính mà ông Eker nói rất là có ích. Thứ nhất đó là cái hũ lớn nhất, đó là cái hũ mà chi tiêu những thứ thiết yếu hàng ngày. Thứ hai là những cái thứ đột xuất, những thứ lớn, ví dụ ốm đau bệnh tật này kia đó. Rồi thứ ba đó là đầu tư cho giáo dục, ví dụ như là tôi thường xuyên đầu tư cho việc học của con này, hay là sách vở này. Đó, thì đấy là cái khoản thứ ba phải chi. Khoản thứ tư phải chi đó là đầu tư để kiếm tiền. Ví dụ như là ông xã tôi thường nói với các con về bố đầu tư vào đất đai hay vào đâu đó. Thì con tôi lớn rồi, con tôi có thể nói chủ đề đó. Đấy là cái khu thứ tư, đó là biết ba mẹ đang xài tiền như thế nào, để đầu tư một phần tiết kiệm để đầu tư. Thậm chí là chúng tôi đã cho con đọc cuốn sách dạy con làm giàu rồi. Đã cha giàu cha nghèo rồi, và con tôi đã hiểu các vấn đề về tài chính. Và cái khu thứ năm đó là hưởng thụ. Mình cũng phải có tiền để mà mình đi xem phim, đi nghe nhạc hay làm cái gì đó chứ. Hay là thỉnh thoảng đi ăn hàng, cả nhà đi ăn tiệc. Đó, thì đấy là cái hũ thứ 5. Và cái hũ thứ 6 đó là tiết kiệm để mà cho đi. Cái hũ thứ 6 chính là cái hũ mà sharing, cho đi. Ví dụ như là mình có thể biếu ai đó đang cần, hay là đợt Covid vừa rồi thì có những cái người khó khăn mình có thể giúp, ví dụ vậy. Thì khi mà đứa trẻ nó nhìn thấy mình có 6 cái mạng chi tiêu lớn đó, thì nó cũng sẽ hiểu rằng sau này con kiếm tiền thì con cũng nhớ là phải biết chi tiêu cân bằng cho mình và cho mọi người xung quanh. Đúng là những điều mà bố mẹ từ nhỏ cũng không được biết. Thì bây giờ mình phải học thôi. Mình phải học tôi rồi. Cũng mới học và tôi cũng mình mới học, áp dụng mình phải dạy lại cho con. Đúng rồi. Và đúng là cố gắng đời sau phải hơn đời trước. Rất nhiều thứ cần phải học. Nhưng chuyện chị nói tới vấn đề chi tiền bố mẹ mà coi như là tiêu xài đó, thì có một cái tình huống mà tôi muốn hỏi thêm với chị, đó là cái việc mà chúng ta chiều con và mua quà cho con và mua sắm cho con và chi tiêu khi mà chúng ta thấy chúng đòi cái này đòi cái kia. Và đôi khi bố mẹ cũng gặp là một cái tình huống là thì vì chúng đòi mà, thì mình chiều, mình thương, mình cứ nhịn mua. Nhưng mà cái sự mà chiều chuộng quá mức hoặc là cái gì cũng mua thì đôi khi lại nó sẽ gây một cái ảnh hưởng gì đó tới cái tâm lý của trẻ khi mà muốn gì được nấy. Và bố mẹ cứ chi tiền ra. Thì cái ranh giới chỗ cái việc là chiều con, thương con, muốn cho con được có sở hữu nhiều thứ này thứ kia, với việc là tiết kiệm và dạy cho con biết là những cái khoản đó nên mua hay là nên không nên mua, món quà đó con, cái món đồ chơi đó con bố mẹ sẽ mua hoặc là không mua như thế nào, thì chỗ đó đôi khi bố mẹ gặp vấn đề. Chuyện này quan trọng lắm đó. Chiều mà mình được con rồi. Mình thương con mình thích thì mình mua, nhưng mà cứ mua riết rồi chúng lại vòi vĩnh đua đòi thì đó là một thói quen không tốt. Chính xác luôn. Mà không phải vì chiều đâu, mà đôi khi đứa trẻ nó làm nê á, nó đòi cho bằng được luôn á. Nó xem trên YouTube đấy, hay TikTok cái gì hay là nó đòi bằng được luôn á. Chị cách ứng xử lúc đó. Quả thật đây là một cái vấn đề đau đầu nhiều cha mẹ. Mua hay không mua, cho hay không cho đây. Nhất là cái trường hợp mà đứa trẻ 3, 4, 5 tuổi mà nó ra khu đồ chơi á, nó đòi mua đồ chơi, bố mẹ không mua nó dễ đành đạch luôn á, là phụ huynh gặp nhiều lắm. Gặp rất nhiều. Vậy thì câu chuyện ở đây là chúng ta phải biết cách. Ví dụ những món đồ thiết yếu và những cái đồ chơi xứng đáng cần được mua thì mua cho con. Khi mà trao đổi với con là đây là món con cần và đây là món có ích, chúng ta mua. Nhưng nếu đó là món ở nhà có rồi, con đã có nhiều dạng đồ chơi này rồi mà con vẫn đòi mua chỉ vì con thích thôi, sẽ kiên quyết nói không. Nói cho trẻ hiểu. Đặc biệt là tôi muốn nói phụ huynh rằng đồ chơi mua càng nhiều thì trẻ sẽ càng là lãng phí, và đặc biệt là dạy cho trẻ một cái gọi là không có trân trọng đồ vật. Nếu như ít đồ chơi thôi, trẻ lại sáng tạo, trẻ sẽ trộn lẫn các đồ chơi và trẻ sẽ tạo ra những cái món khác nhau. Nhưng nếu mà cái gì cũng mua về đầy nhà lên và vứt đi thì vừa là trẻ không sáng tạo này, vừa là trẻ lãng phí này. Cho nên là tôi thích một người bạn của tôi là anh ấy nói là nhà anh có bao nhiêu tiền theo kiểu nhà giàu đó, nhưng mà con cái thấy bố mẹ cũng ở mức vừa vừa thôi. Và anh không bao giờ mua cái món đồ gì lãng phí. Không có chuyện là bố mẹ thích gì là mua về, mua về xong không dùng là vứt. Không có chuyện đó. Mình phải làm gương cho con, và khi con nó đòi hỏi vô lý, mình cũng sẽ nói luôn đây là món đồ mà con không cần thiết,
nếu con cần con tiết kiệm tiền đi, lần sau con mua. Yeah. Cái một trong những khoản tiền chúng ta nói đến đó là tiền tiết kiệm của trẻ và tiền lì xì đó. Đúng rồi. Thì chúng ta hãy có một cái hũ riêng cho trẻ và nói là đây là món đồ mà bố mẹ sẽ không mua, con tiết kiệm tháng này đủ con sẽ mua. Sau cái Tết năm nay có tiền lì xì con sẽ mua. Chúng ta sẽ trì hoãn cái nhu cầu của trẻ, không vội đáp ứng. Mặc dù có thể đó là nhu cầu chính đáng, nhưng chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ mua vào tháng sau. Sau sinh nhật của con sẽ có một khoản tiền tiết kiệm, con được mua. Sau Tết con được mua, ví dụ như vậy. Thì chúng ta nên kiên quyết với những món đồ không cần thiết và những đòi hỏi vô lý của trẻ. Nếu mà chúng ta chiều trẻ chắc chắn là chúng ta sẽ được đằng chân trở lên lần đầu đấy. Dạ, là phải kiên quyết nói không. Lúc đó thường là đứa trẻ 3-4 tuổi ạ, tôi thường nói với phụ huynh rằng là khi con nó đang lăn đùng ra nhà sách nó đòi mua đồ chơi đó, thường thì xin tốt nhất là bế con đi chỗ khác và kiên quyết không mua, thì lần sau nó không đòi nha. Còn nếu mà bạn cho nó một lần sau nó đòi tiếp. Đấy, chỗ đó là một cái mà ngoài thật. Đôi khi trẻ nó nhìn chính cái cách tiêu xài của mẹ khi mà mua cái này mua cái kia thì chúng cũng đòi thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. Thậm chí là lớn lên nó còn so sánh nha. Tại sao bố mua được mà con không cho con mua? Nhất là trẻ cấp 2 trở lên đó, vặn vẹo bố mẹ. Vậy là cuối cùng vẫn là quay trở lại bài toán của chính bố mẹ. Đúng rồi. Chúng ta đang học, chúng ta đang dạy con và chúng ta cũng đang tự học luôn. Đúng rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, đúng thật thì đây là chủ đề vô cùng thiết thực, mà cũng như phần chia sẻ vừa rồi của chị Thúy thì chúng ta thấy là vẫn là quay lại câu chuyện của chính bố mẹ trong cái cách nói chuyện, giao tiếp với con, sâu sát, theo dõi con và hiểu được nhu cầu của con trẻ. Chính cái cách bố mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc trong nhà cũng là một cái tấm gương để trẻ noi theo. Và chúng ta không thể dạy chúng khi mà chúng ta không làm. Đúng không ạ? Cho nên là vấn đề ở đây là không phải là bạn dạy như thế nào, mà xem là các bậc bố mẹ chúng ta đã đang thực hành chuyện đó như thế nào. Vậy đó là một cái cách mà con trẻ sẽ noi theo. Và chúng ta hoàn toàn cái chuyện quản lý tiền bạc là một chuyện vô cùng quan trọng mà có thể bắt đầu từ rất sớm, ngay từ lúc con bắt đầu đi học. Và dần dần dạy tập cho trẻ cái thói quen liên quan đến tiền bạc và cái hiểu biết liên quan đến tiền bạc, bởi vì đó là cái nền tảng rất tốt cho sau này, cho cuộc sống sau này. Và dạy con xài tiền cũng là dạy con làm người, cho nên cuối cùng vẫn quay trở lại bài toán kỹ năng làm cha mẹ. Thì hy vọng là các bậc phụ huynh vẫn đang băn khoăn và trăn trở về vấn đề này thì hãy tự học cho bản thân mình về những kiến thức liên quan tới việc quản lý tiền bạc, và từ đó và dạy cho con mình. Và cái cách mà chúng ta ứng xử trong cuộc sống hàng ngày cũng chính là cách mà chúng ta đang dạy con. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn chị Thúy rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn cô Khánh. Cảm ơn.